Vâng, chúng ta cùng tiếp tục đến với trận thi đấu thứ ba. Trận thi đấu được xem là chung kết đầu tiên của anh Linda ở trong trận đấu đầu tiên. Phoenician đến từ game thủ Hồng Anh, còn Persian đến từ vâng anh Linda. Vâng, một vài Phoenician gỗ đầu là khá gần, kèm theo đó là những con voi đen. Vâng, không phải là voi vàng, đó là voi đen. Vâng, một bài mà hai voi nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy gì thêm. Ta cùng chờ xem có gì nữa. Dường như là hiêu, như vậy là một đàn hiêu, chính xác là như vậy. Gỗ đầu đã vâng đủ thiết kế VS từ khá lâu rồi, nhưng Hồng Anh vẫn đang tìm một cái vị trí có thể nói là đóng S một cách hợp lý nhất. Rồi, rất mát và mượt, một vị trí VS là rất đẹp. Với thi đấu với Persian lúc nào cũng phải kín kẽ, một loại quân có khả năng ép đời là cực kỳ khủng khiếp. Vâng, hầu hết trong những cái giải lớn đế chế thì Persian đều dẫn đầu trong cái thể loại ép đời, chứ không phải là Seng hay là một loại quân nào khác. Mười chín trên 24 là tham lai lúc này đến từ game thủ Hồng Anh, rất dẻo. Ba voi về, có hai đàn hiêu, không biết là có quả phụ bài này hay không, nhưng có lẽ là thật đồ ăn đến thời điểm này có như vậy là cũng ổn rồi, cũng không cần đòi hỏi quá nhiều nữa. Một đàn hiêu to, vâng, một đàn hiêu hai, mỗi đàn bốn con thì phải không, như vậy là một đàn hiêu đôi. Một đàn hiêu đôi nhưng chính xác số lượng thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Khung một cái hốc ở trong này, đóng một chiếc VS. Bình tĩnh và cẩn thận thôi. Tên này là một tên vâng không ẩu được. Thi đấu với game thủ vâng có quá nhiều kinh nghiệm như anh Linda thì không thể ẩu được. Tám một x. Vâng, với các game thủ top 2 hoặc là các game thủ top N thì 8-1x là vâng rất sớm sủa. Nhưng với các game thủ top 1 và đặc biệt là game thủ Linda có kinh nghiệm thi đấu nhiều năm như anh Linda thì 8-1x khi mà anh Linda anh cầm pơ thì có lẽ là anh cũng chả sợ. Ba con về đến chiếc VS này có lẽ là cũng đủ đồ để ép đời rồi, nhưng không biết là cái cánh rừng thông nó sẽ đi đến đâu, chúng ta cùng chờ xem. Và anh Linda dò rất rộng, chỉ đá thêm một hiệu về nữa thôi, không nhiều. Ta cùng chờ xem bài này cái thủ Hồng Anh sẽ quyết định đánh gì. Ôi ôi. Vâng, quá cứng. Những chiếc nhà quá cứng đến từ game thủ Hồng Anh. Một bài cuối 10 đầu 11 kích bài này. Rồi, như vậy là 15x. Anh Đạt đang có điểm số rất cao. Và anh Linda đang có điểm số rất cao, 275 trên vâng 278. Đang chạy giò ư?
đang đẩy điểm rất nhanh và cao. Đây rồi, con giò của anh Linda đã tới rồi. Tương đối sớm. 1G để đóng ruộng chay ở phía trong. Vâng, một chiếc BG là hơi khiêm tốn. Như vậy là anh Linda đã lên 3 rồi. Rất sớm sủa. Rất nhiều nhà BA được thiết kế. Nhưng liệu một cánh rừng như thế này có đủ để cho game thủ của anh thi đấu hay không? Nhất là đây là Foresian. Vâng, dường như là không quen đóng nhà mềm. Không quen đóng BE để bo bế. Chỉ cứng thôi, cái gì cũng cứng. Sờ đâu thấy cứng. Vâng, một khoanh ruộng ấm ở phía trong. Nhưng nông dân ăn gỗ thì chuẩn bị hết cánh rừng rồi. Và anh Linda sẽ biết để khai thác vào đây thôi. Vâng, lên đời là không quá muộn so với anh Linda. Nhưng vâng, anh Linda ăn hoang và sóc chém. Nhưng một bài mà anh Linda không có đủ lực. Không có đủ lực để có thể đi chết được game thủ của anh ngay thời điểm đầu. Và nhìn thấy những tên cung rờ đầu tiên sản ra ở 5 nhà BA thì có lẽ là anh Linda cũng bắt đầu nản luôn. Như vậy là 3-0 ở trong trận đấu đầu tiên dành cho game thủ của anh. Rất nhanh.